nhìn thành lúc tất cả gì có một ca khúc này rất là dễ thương. Vậy thì nghe qua ca khúc Một Đêm Say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng ạ, quý vị cũng có thể dành tặng em một tràng pháo tay cho ban nhạc được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục chương trình hôm nay, hiện tại danh sách đăng ký bài hát đã hết rồi. Một lần nữa xin thay mặt cho gia đình kính mời cô chú anh chị sẽ cùng giao lưu những ca khúc yêu thích của mình để dành tặng cho ngày vui hôm nay ạ. Dạ cô chú anh chị, chúng ta ai đã chuẩn bị cho mình được ca khúc yêu thích rồi thì vui lòng tiến lên bên trên sân khấu để góp vui. Xin mời.